khi tốt nghiệp trường đại học nghệ thuật năm 2014 thì từ đó tôi ra trường sân hồ sĩ tự do. Lúc đó chỉ xử lý những cái chất liệu là sen để làm những tác phẩm nghệ thuật. Sau mà trong quá trình nghiên cứu là sen thì mình bắt đầu mới có ý tưởng là sen có thể làm hàng mỹ thuật ứng dụng được hay không. Thì suốt bậc điểm ý tưởng bắt đầu từ đó thì mới nghiên cứu để xử lý cái là sen có thể làm được tác phẩm ứng dụng. Thì nó là sen thì là sản phẩm đầu tiên tôi chọn để thực hiện dự án. Hiện tại thì cái công ty cũng đang cho sản xuất ra tầm cỡ khoảng 20 mẫu sản phẩm sen khác nhau. Trong đó ví dụ như là nón là sen hay là rèm sen hay là nệm hoặc là tủ sách làm từ là sen. Công ty đang hướng tới vấn đề là sản xuất ra những sản phẩm từ hương sen. Nó mang tính chất có thể khai thác tối thiểu nhất từ cây sen và tạo được nhiều công ăn việc làm hơn cho người nông dân. Thank you.